gói chăm sóc tại gia của tôi, làm cho nó thích hợp với quý vị. Cần sự chăm sóc là chuyện bình thường. Tất cả chúng ta đều muốn sống tại nhà mình càng lâu càng tốt và càng độc lập càng tốt. There's lots of things I can do and a few things I can't do. Khi có những việc chúng ta không thể tự mình làm được, thì được giúp đỡ đôi chút có thể tạo những khác biệt thật sự cho cuộc sống của chúng ta. I can hardly walk. I am sick, so it's such a big help in every way. Đây là trường hợp mà một gói chăm sóc tại gia có thể giúp được, không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho người thân trong gia đình và những người khác có liên quan đến cuộc sống của chúng ta nữa. So important, yes, that's right. If we didn't have that, well, I don't know where you'd get on. Because as we're getting older, we're getting more frail, and you're not going to be able to do the things that we have been used to doing. I found that out now. Chi dùng tiền bạc vào việc chăm sóc bản thân quý vị có thể là một việc đúng đắn. Chi tiêu cho bản thân quý vị và cho sức khỏe, sự an lành và an lạc của quý vị có thể là cách chi tiêu đúng đắn và có thể giúp tăng chất lượng cuộc sống của quý vị ngay lúc này. Chính phủ khuyến khích mọi người đóng góp một phần chi phí cho các dịch vụ trợ giúp tại gia nếu họ đủ khả năng đóng góp. Nhưng một số người có thể không có đủ khả năng để đóng góp nhiều. Vì vậy, quý vị hoàn toàn có thể thương thảo với cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc tại gia của mình để có một khoản đóng góp trong khả năng tài chính của quý vị. Điều quan trọng là chất lượng của việc chăm sóc và dịch vụ mà quý vị nhận được xứng đáng với đồng tiền quý vị bỏ ra. It's not just about prices, it's also about flexibility and creativity as well. Những việc nên làm trong khi quý vị chờ gói chăm sóc tại gia của mình. Well, I worked with the council, first with the council. Right now we're paying privately. We're paying an agency, direct care workers. We're not going through a particular provider of any sort. We're just paying directly to a carer when we need it. Tùy vào hoàn cảnh của quý vị, có thể mất một thời gian quý vị mới được phân bổ gói chăm sóc tại gia của mình. Trong khi chờ đợi, quý vị có thể tìm hiểu về một số gói chăm sóc tại gia được chấp thuận trong khu vực của mình và lên kế hoạch để sử dụng gói chăm sóc của quý vị theo cách tốt nhất nhằm đáp ứng các nhu cầu của mình. Perhaps could make a list of things you'd like to be able to do. Trong khi chờ đợi, quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ nào đó qua chương trình hỗ trợ tại gia của liên bang, qua cộng đồng địa phương hoặc tự mướn nhân viên qua một tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc tại địa phương, hoặc nói chuyện với gia đình, bạn bè và láng giềng, những người có thể giúp đỡ quý vị. I've got a son who's very good at doing repairs if I need them. And my neighbors are my unpaid gardeners. And she came with a big pot of, a dish of chicken broth for me. I've got very good neighbors. Những điều nên xem xét khi chọn cơ quan cung cấp dịch vụ. It's really important for me to get the right provider. I think a new person coming onto a package needs to ask the questions. What service can the package provide me? And how do I go about getting it? Việc chọn cơ quan cung cấp dịch vụ thích hợp để họ cung cấp gói chăm sóc cho quý vị là điều rất quan trọng. Xin quý vị sử dụng My Aged Care Service Finder, rồi gọi điện thoại hoặc đến gặp một vài cơ quan cung cấp dịch vụ để tìm hiểu những điều như họ cung cấp những loại dịch vụ gì, bao lâu quý vị tiếp xúc với người quản lý hồ sơ của mình một lần, họ dùng nhân viên của chính họ hay nhân viên của công ty trung gian, yêu cầu họ cho danh sách các loại lệ phí và tiền công của họ. Nếu có các nhu cầu cụ thể về ngôn ngữ hay văn hóa, quý vị nên tìm hiểu xem cơ quan cung cấp dịch vụ có thể đáp ứng được các nhu cầu này hay không. It's good to be able to speak Polish with the carer, yes. Well, they're nice. We talk about cooking. We're talking about our religion. Well, everybody is want to speak their own language. You know, it's only natural. Sự linh hoạt. Quý vị có thể chọn những sự chăm sóc và dịch vụ nào tạo ra sự khác biệt lớn nhất cho cuộc sống của quý vị. And you know, you can do it different ways. So there are lots of opportunities for people to choose what they want. Điều tuyệt vời của gói chăm sóc tại gia là các dịch vụ và sự chăm sóc mà quý vị có thể nhận đều rất linh hoạt. Hãy bắt đầu nghĩ đến những việc mà giờ đây quý vị cảm thấy mình khó làm được hơn.
Những gì đang ngăn trở khiến quý vị không làm được những điều có thể giúp cuộc sống của mình dễ dàng và thú vị ở mức tối đa trong hoàn cảnh của quý vị? Có phải đó là việc chăm sóc bản thân mình? Well, I can't dress myself anymore. So my carers who come in the mornings help me get dressed. And they also help me have a shower. Hoặc giúp bớt đi những rủi ro và tăng mức độ an toàn tại nhà. I locked a new security door, one that they can't see in. Hay chăm sóc nhà cửa, vườn tược của quý vị. Fairly big place to cut the lawns, and I'd have to do the front one day and the back the next, and it was just got too much for me. Hoặc đi lại để thăm gia đình, bạn bè và cộng đồng. Yes, yes, Polish club. Yeah, I love to go to the Polish club. Yes. If I needed respite for Bill, I would be able to get respite in the home. So that makes it a lot easier. My hands are full of arthritis, and bones are growing on top of the bones. Can you see? They're all twisted. I have no strength at all in my hands. Quý vị có thể sử dụng gói chăm sóc tại gia theo những cách sáng tạo, cũng như cho các công việc hàng ngày mà quý vị cần. They give me an air conditioner, shoes. I did use the package to go swimming twice a week. Yes. Người quản lý hồ sơ là ai và họ làm gì? They come and talk to you, not tell you, but they're supposed to come and talk to you about and discuss with you what you would like, what they think you need, and have that conversation. Khi nhận một gói chăm sóc tại gia, quý vị sẽ có một người quản lý hồ sơ. Người này sẽ giúp quý vị biết được những gì quý vị cần, giúp quý vị có được những dịch vụ này và điều phối các dịch vụ ấy cho quý vị. Nếu các nhu cầu của quý vị thay đổi, họ sẽ giúp quý vị thay đổi kế hoạch chăm sóc của quý vị. She's been responsible for getting a lot of help for me and a lot of sort of additional things. Tiền quý vị trả cho người quản lý hồ sơ của mình được lấy từ gói chăm sóc tại gia của quý vị. Well, I don't know what I would do without it. It would be very, very hard. It would be very, very hard. It helps me to be independent as much as I can be. And it gives me a lot of security because I know it's there. And that makes a difference. And we're together. And hopefully we'll be together for a long time yet. So with help in the home, we're able to achieve that.